Thưa quý vị, với hương vị đặc trưng tồn tại qua hàng thế kỷ, nước mắm Nam Ô là món quà Tết được nhiều người ưa chuộng để làm quà cho gia đình, bạn bè. Đến với làng mắm Nam Ô những ngày cận Tết còn là trở về với những nét văn hóa ẩm thực mộc mạc mà tinh tế của ông cha được lưu giữ nhiều đời nay. Những ngày này, đi dọc con đường vào làng nghề nước mắm Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, có thể cảm nhận được mùi mắm đặc trưng quyện với hương vị Tết nồng nàn. Truyền nghề đã qua 3 thế hệ, với bà Bùi Thị Hoa, chủ cơ sở nước mắm bà Hoa, những ngày cận Tết luôn là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng đơn hàng Tết của các hộ sản xuất tại làng nghề vẫn tương đối khả quan. Ngày thường á là bón le ra, ví dụ như là tháng là bón có 50 lít thôi. Còn tới Tết đi á, chưa biết mấy trăm lít, chưa biết. Còn mấy năm trước á, tới Tết tôi bón cỡ 1000 lít nước mắm. Nói chung là thiền sống nước mắm Nam Ô là cũng mấy đời rồi. Trong là mà cho ân trai như sống được Nam Ô như năm nay rồi, còn lẽ là vậy cho bằng trẻ, vương lấy nó cũng nuôi theo cái giống của cho mẹ nữa thôi. Khác với những nơi làm nước mắm khác ở Việt Nam, người dân làng Nam Ô chỉ chế biến nước mắm từ các cơm thang đánh bắt vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Các cơm thang Nam Ô được muối với muối sa huỳnh trong chung sành nên nước mắm có màu đỏ sậm, đặc sấm và thơm. Mỗi năm, làng nghề nước mắm Nam Ô cung ứng ra thị trường khoảng 200.000 lít nước mắm truyền thống thành phẩm. Trong đó, Tết là mùa cao điểm nhất trong năm, thường chiếm khoảng 30% tổng lượng tiêu thụ và doanh thu của năm. Mặc dù là dịch giả như vậy, nhưng mà việc sinh hoạt của mọi người cũng hoạt động bình thường. Những năm trước thì mỗi năm như vậy bán là khoảng ít nhất là 2.000 lít. Nhưng mà năm nay do cái tình hình dịch giảm nên cái sản lượng tiêu thụ nó ít hơn. Với những người đã gắn bó gần như cả cuộc đời mình bên làng chài, bên những chum sành như bà Hoa, ông Hiệp, mỗi mùa Tết đến là mỗi lần lan tỏa thêm niềm vui khi sản phẩm gia truyền được gói trong những giỏ quà Tết trong hành lý mang về quê xa. Nam Ô bây giờ đã có nhiều đổi thay, số hộ tham gia làm mắm ngày càng đông, mẫu mã ngày càng đẹp và hiện đại. Nhưng hương vị mặn mòi, đậm đà của quê hương thì vẫn luôn vẹn nguyên.